đến rồi anh ạ. Được, mày dẫn cả thằng em rể đến. Con bị điên. Mày chửi ai đấy? Có tin tao bảo vỡ mồm mày sao? Ông Thảo ơi, tôi nhỡ mồm, ông bỏ qua cho tôi nhá. Tưởng anh em nhà mày cứng lắm cơ mà. Tôi là tôi, còn thằng Vũ là thằng Vũ. Nó gây chuyện với các ông cơ mà, có phải tôi đâu. Tôi nằm ở giữa cùng trúng đạn. Nói thật, tôi sắp mất hết rồi. Kệ xác mày. Anh Thảo ơi, em còn mẹ già, con trẻ, anh tha cho em lần này được không? Em xin anh đấy. Mày nói như là tao làm gì mày. Bố mày không liên quan đến chuyện này. Mày có bị đuổi việc ấy cũng là do mày. Mà mày có bị đi tù ấy cũng là do mày tham. Hiểu chưa? Anh Thảo ơi, tha cho em xin anh Thảo ơi. Về nói với con vợ mày, cả bà mẹ vợ nữa. Dạ. Không bảo được thằng Vũ ấy, không những mày đi tù mà cả thằng con quý tử của mày nữa bị mẹ mình nó bắt chưa? Dạ. Em xin lỗi thủ trưởng, hôm qua xử lý hồ sơ muộn quá, hôm nay thủ trưởng lại phải sang đón. Không sao, lỗi này thì cứ trừ hết công tác phí sang tôi là được thôi mà. Dạ vâng, em sẽ chuyển mấy hộp sữa của cháu nhà em sang cho anh ạ. Thì có được gì rồi? Dòng tiền của VR đã chuyển ngược lên Đông Bình thông qua kênh đầu tư, rơi vào một số dự án bất động sản ven tuyến đường Hòa Đông 1-2. Vậy là đúng như những gì chúng ta phán đoán. Có bóc tách ra được không? Em đang chờ kết quả điều tra của Vũ. Vũ đã gọi điện cho tôi, ở dưới đây cũng đang gặp khó khăn. Em cũng đoán như vậy, bởi vì Vũ chưa bao giờ sai hẹn. Chúng ta cứ đi chắc từng bước một. Giờ lên trại giam đã. Theo em, để Vũ làm độc lập sẽ có nhiều yếu tố chi phối, sẽ dẫn đến vướng chân vướng tay. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị và có phương án ngay từ bây giờ anh ạ. Sếp. Nó phải thế chứ. Tôi ký tay anh em rồi đấy. Con khóc thì mẹ phải cho bú là đúng rồi. Thế nào sếp? Chia đều cho anh em hay là tối nay gom lại làm trận tưng bừng? Thôi, dạo này anh em cũng đang bí. Chia đều cho anh em đi, nhậu nhẹt tính sau. Yes sir. Alo anh đây. Dạ vâng. Báo cáo sếp là qua tìm hiểu trên fanpage thì cho thấy vốn đăng ký của quỹ Việt Nando lên đến hơn 100 tỷ. Các hoạt động đầu tư vào hơn 20 lĩnh vực hot, từ xây dựng giao thông cho đến y tế giáo dục. Nhưng qua điều tra thực tế thì thấy là công ty đã ngừng hoạt động, văn phòng cũng đóng cửa. Hiện tại giám đốc và kế toán trưởng đang đi du lịch châu Âu ạ. Việc này chú Giang đã phân công cho anh An phối hợp với bên mình. Em liên lạc với anh An nhé. Rõ ạ. Sao? Có tìm hiểu thêm được gì không? Tôi có linh cảm Khải biết trước được thời điểm khởi công của hai tuyến đường Hòa Đông. Không phải chỉ mình Khải mà là một nhóm người, những người được hưởng lợi rất lớn từ những dự án ven đường. Liệu đây có phải là một kiểu dùng tiến độ để thao túng thị trường bất động sản? Cậu nói rõ hơn xem nào. Quy hoạch đường tỉnh được công bố cách đây gần chục năm. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào quy hoạch để xin đất dự án hoặc mua gom đất của người dân thành những lô lớn, rồi chờ mở đường tăng giá. Hồi đó, luật đất đai còn chưa quy định đền bù sát với giá thị trường. Nghĩa là đường nằm im trên giấy, còn vốn của nhà đầu tư nằm chết. Vâng, đó là cơ sở để kéo giá đất xuống. Nhà đầu tư sẵn sàng bán lại dự án, bán lại đất với giá bèo để gỡ gạc lại vốn cho những người đến sau như Khải. Rồi đùng một cái, đường được khởi công và thi công với tiến độ thần tốc, giá đất lại tăng vụt vụt. Vậy theo cậu,
ai là người có thể thao túng được tiến độ thi công của hai tuyến đường Hòa Đông này. Phải là người của ban quản lý, cùng với sự ủng hộ tuyệt đối của lãnh đạo cấp tỉnh. Đinh Hoàng Đức. Bốt muốn gặp anh.